Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng, và vòng hôm nay của mình sẽ là vòng thỏ nhỏ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nhé. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng, và vòng hôm nay của mình sẽ là vòng thỏ bông. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng, và vòng hôm nay của mình sẽ là vòng thỏ ngọc. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Đầu tiên là mình sẽ xỏ màu xanh lá mạ. Em chị đang giờ không thiêng phải không? Ủa sao nó như thế nhỉ? Ủa gì kì á? Biết thế không nào? Mình là xỏ màu xanh nha mọi người. Mọi người màu xanh này. Màu xanh nha mọi người. Bây giờ mình xỏ màu tím nha. Mình xỏ màu tím nha mọi người. Mọi người bây giờ mình sẽ xỏ màu tím. Sơn nó chuẩn bị lên đời điện thoại sao? Ê, yêu mắt đẹp lắm, cam đẹp vô vờ luôn. Nó đang dùng 7 à? 7 plus. Lên XS hay XS Max? Cụ tè thế này. Nó đi làm thế này thì cũng nhanh tôi chứ sao. Mọi người ơi, đây là màu tím của mình này. Màu tím của mình đấy nha mọi người. Mọi người ơi, đây là màu tím của mình. Gọi là có cố gắng. Quay 2023 giờ mua nhìn mới lắm. Mua cũ nhưng mà kiểu hình thức nó mới ấy. Mua có mười mấy triệu mà. Cũng là gần dài. Nhưng mà chị nghĩ là... Đấy. Con thế nào? Cô gọi bố kia nói nhá. Nhưng mà bây giờ bọn nó thích thế. Sao? Mưa hoài trong đêm, bên em này phải không anh? Cô sơn xưa chẳng quên ai không ai cho. Đẹp máy em. Mua gì? Mua Vision thấy giờ tuổi nó đi ra đấy xăng tiền đâu mà đổ. Mọi người màu đỏ của mình này, màu đỏ của mình này mọi người. Mọi người đây màu đỏ của mình. Nhưng mà chị cũng nghĩ là nên mua. Sau này nó sẽ biết thôi. Sau này chị... hoặc là nó thích kiểu dạng đi xe như thế. Bản thân chị thì con gái đi xe số nó sẽ bất tiện hơn. Đúng rồi con trai đi xe gì được. Nhưng mà chị đặc biệt chị không thích đi Dream. Ngày trước bố chị bảo mua cho chị để chị đi học ấy. Chị bảo là thế thôi mua xe đạp con đi học bằng xe đạp. Thích đi
nào luôn, nhìn như cái xe chờ chờ ấy á, không phải chờ lợn, nhảy như kiểu con lợn ngồi trên xe á. Mọi người ơi, mình đang sống màu hồng này. Chờ lợn giống như kiểu mình ngồi trên đấy, mình giống con lợn ấy. Xe nó cứ nảy chị bảo là chị đi xe ga. Yêu ơi, ước mơ sang xa lắm. SH nào mọi người, đây là màu hồng của mình này, màu hồng của mình đây nha mọi người. Mọi người, đây là màu hồng của mình. Tiếp theo là mình sẽ sổ hạt chữ nha. SH nào không thích hiện em đi xe nghĩa là ô tô. Chị xe ô tô sợ. Em ơi, hai nam đẹp quá, đẹp vô vờ. Con đi lên cũng được mà. Chị chuẩn bị mua sạc điện thoại khác đây. Đổi á. Sạc em đâu? Sạc cái sạc giống y chang á. Đúng rồi, cùng lại mà. Chị mua hôm qua coi lại như thế để kiểu chị mua vỏ bọc ở ngoài. Hay mua hôm qua tốt không? Chị mua vỏ bọc ở ngoài. Em sẽ không được. Chị cứ phải thích cô te. Mọi người đặt trên vòng nha. Các bạn ơi, vòng của mình đây, vòng của mình đã hoàn thành rồi. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nha. Mọi người, đây là vòng của mình đã hoàn thành nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Các bạn, đây là vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nha. Nói đi em. Hát đi chị. Quan cho bạn. Hả? Quạt á. Em thế nào đấy mà còn duyên tao đáp thẳng vào mồm luôn đấy.